Ở ngoài đây cũng có taxi VinFast nữa hả ông Tính? Mẹ mới lên quen cái chị nó gọi tới là tối rồi. Giờ Nha Trang taxi điện có đài. Ơi. Taxi điện VinFast mà. Papa đi đâu? Đợt trước ra ở khách sạn tốt ở bên kia rồi ở đây đứng ra cũng thấy luôn rồi.